Cộng hòa U Bùi tự phá kỷ lục cá ngân hàng N mùa thời trang thu đông 2023. Là influencer có tổng giá trị truyền thông cao chót vót ở mùa tuần lễ thời trang thu đông 2023, Châu Bùi khẳng định vị thế trong lĩnh vực thời trang với cả thế giới. Tuần lễ thời trang thu đông 2023 là dịp gặt hái thành công lớn của Châu Bùi. Đại diện Việt Nam tham dự nhiều show diễn của các thương hiệu quốc tế, Châu Bùi có dịp gặp gỡ nhiều nhân vật mang tầm ảnh hưởng lớn trong giới thời trang và tạo được ấn tượng tốt không chỉ ở bản thân mà còn cho cả giới thời trang Việt nói chung. Sau những màn biến hóa phong cách khi dự trang cao các show diễn, Châu Bùi được nhắc tên trong danh sách những nhân vật có sức ảnh hưởng nhất trong tuần lễ thời trang mùa thu đông 2023 theo báo cáo từ Lautrecht, một công ty phân tích dữ liệu và kết nối giữa các influencer hàng đầu thế giới. Tổng giá trị truyền thông của Châu Bùi trong mùa tuần lễ thời trang Paris thu đông 2023. Ngày 15 tháng 3 vừa rồi, sau khi tuần lễ thời trang Paris thu đông 2023 chính thức khép lại, Lautrecht tung bản công bố chính fashionista đạt được những giá trị truyền thông khủng. Giá trị truyền thông, Media Impact Value là giá trị quy đổi bằng tiền mặt được tính dựa trên những bài đăng, lời nhận xét, lượt chia sẻ và lượng người nhìn thấy thông tin về một cá nhân, thương hiệu ở một sự kiện nhất định. Phương thức tính toán có thể thay đổi phụ thuộc vào đơn vị đưa ra ước tính giá trị truyền thông kể trên. Theo báo cáo chi tiết, tổng giá trị truyền thông mà Châu Bùi đạt được ở tuần lễ thời trang Paris lên đến 1,8 triệu đô la Mỹ. Cô vượt qua các influencer khác như Camila Coelho, Brazil với 1,3 triệu, Molly Chien, Đài Loan với 752.000 đô la Mỹ, Madeline White, Mỹ với 653.000 đô la Mỹ, Nevin Misali, Iran, Hà Lan với 643.000 đô la Mỹ, Lena Marcus, Pháp với 569.000 đô la Mỹ, Leonie Hen, Đức với 486.000 đô la Mỹ. Với con số trên, Châu Bùi đã trở thành top influencer, không tính các ngôi sao ca nhạc, diễn viên điện ảnh mang lại giá trị truyền thông đáng ngưỡng mộ ở tuần lễ thời trang Paris thu đông 2023. Nàng fashionista Việt cũng tự phá kỷ lục 1,2 triệu đô la Mỹ vào năm 2020 của chính mình. Để đạt được thành tích này trong mùa thu đông 2023 vừa qua, Châu Bùi đã phải xuất hiện liên tục tại 20 sự kiện và sàn diễn xuyên suốt tuần lễ thời trang Milan và Paris. Với sự đầu tư chỉnh chu, cô đã thu hút ống kính truyền thông của nước sở tại cũng như truyền thông quốc tế, gặp gỡ những ngôi sao giải trí thế giới. Bên cạnh đó, cái tên Châu Bùi cũng xuất hiện trên các tạp chí hàng đầu thế giới trong thời gian mùa tuần lễ thời trang diễn ra như Google, Harper's Bazaar, VWVW. Những lời khen tặng từ truyền thông quốc tế góp phần mang đến chỉ số giá trị truyền thông khủng của Châu Bùi. Châu Bùi, niềm tự hào của thời trang Việt. Đây không phải lần đầu tiên tên tuổi của Châu Bùi được vinh danh. Năm 2020, cô từng được Forbes Pháp bình chọn là một trong 10 người lọt vào danh sách 10 influencer về thời trang cao cấp. Ngoài ra, cô cũng nhận được nhiều đãi ngộ độc quyền từ thương hiệu cũng như nhiều sự kiện giới hạn khách mời như những buổi tiếp tiên riêng với đại diện thương hiệu. Đặt cách chỉnh sửa trang phục cho vừa vặn vóc dáng, tham dự các buổi tối thân mật cùng gia đình nhà mốt. Ở nhiều show diễn của thương hiệu cao cấp, nàng fashionista còn sở hữu vé mời hàng ghế đầu danh giá như Prada, Moschino, Hermes. Bên cạnh biệt danh con cưng nhà mốt xa xỉ, nay Châu Bùi đã chứng minh giá trị truyền thông khủng và vị thế thời trang của mình không chỉ trong mắt fan các thương hiệu, mà đối với cả giới chuyên môn thời trang quốc tế. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.